Sau khi đã hoàn thiện xong cái hệ thống này thì hôm nay mình xin chia sẻ với lại các bạn một tí về hệ thống bắn sóng của camera. Với những cánh đồng rộng thênh thang như vậy thì việc đi trụ để đi cắp, cái chi phí đầu tư nó ban đầu nó rất là cao, nên giải pháp bắn sóng nó sẽ là một lợi thế để mình có thể triển khai ở những nơi rộng lớn như vậy. Rồi thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với lại các bạn một cái hệ thống bắn sóng camera mà mình đã từng làm trong khoảng thời gian qua. Thì 76 chiếc camera này thì có cái đã sử dụng tầm 7 năm, có cái 6 năm, có cái 3-4 năm, có cái 2 năm, cũng có cái là mới lắp, ví dụ như mới lắp ở trạm 4 là mới lắp. Còn những trạm còn lại là đã lắp một khoảng thời gian dài rồi. Và tại vì nó lắp một khoảng thời gian dài nên cái mình mới đưa ra kinh nghiệm những bộ bắn sóng này nó ổn định hay không thì mình mới chia sẻ được. Những số lượng camera của nhà máy này là 76 chiếc, băng không đầu vào là 500m. Thì nhà máy đi một sợi cáp quang tầm 700m cấp cho trạm này. Trạm này thì sử dụng 8 chiếc camera và một cái đầu ghi. Nhà máy sẽ bắn sóng qua trạm thứ nhất bằng một bộ CB890D. Thì bộ này là hàng dự án, cho nên có thể bạn sẽ không tìm thấy ngoài thị trường.